Thưa quý vị thân mến, một tiết mục mở đầu hào hùng và ấn tượng như vậy, quý vị vỗ tay như vậy là quá nhỏ. Cho tôi xin một tràng pháo tay lớn hơn từ phía quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, để tiếp nối chương trình hôm nay, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc rất đỗi quen thuộc, một trong những sáng tác tiêu biểu viết về Thăng Long, Đông Đô Hà Nội hào hùng, ngàn năm văn hiến của nhạc sĩ Phan Nhân. Nhưng những điều tuyệt vời đó, bất ngờ đó được những chàng trai của trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc thể hiện qua ca khúc được mang tên Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau. Như ngày qua em mơ hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường đã hẹn cùng nhau để giữ lấy quê hương cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Xin được trân trọng cảm ơn phần biểu diễn của ca sĩ Trọng Tấn và ca sĩ Lan Anh. Kính thưa quý vị, trong tuyển tập những ca khúc viết về Mobifone, về những con người Mobifone lao động giỏi, lao động sáng tạo, ca khúc Sức Trẻ Mobifone sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những ca khúc tiêu biểu và thành công nhất. Kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa ban tổ chức chương trình hội nghị biểu dương người Mobifone lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2019 của trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc xin một lần nữa trân trọng kính chào các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và tất cả quý vị đang có mặt trong hội nghị ngày hôm nay. Và bây giờ một lần xin được mời các đồng chí lãnh đạo cũng như tất cả các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại một khoảnh khắc tuyệt vời này. Thưa quý vị, quý vị đang được nhìn thấy những thành tích nổi bật của 12 cá nhân dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019 của trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc. Xin quý vị dành một tràng pháo tay lớn hơn, nồng nhiệt hơn để chúc mừng và cảm ơn sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Trinh và ông Phan Viết Tân. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, giai đoạn 2015-2019 là một giai đoạn đổi mới và những thành công vượt bậc của trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc. Chúng ta, những con người của Mobifone, có quyền tự hào về những thành công đó và hãy giữ đó là động lực để tiến tới tương lai. Thưa quý vị, với đội ngũ cán bộ nhân viên đầy năng lượng và nhiệt huyết, luôn lao động với sự đam mê, sáng tạo không ngừng nghỉ, chắc chắn chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong giai đoạn 2020-2025. Và đó là giai đoạn mở ra nhiều cơ hội mới, thách thức mới và người Mobifone sẽ xuất hiện một sắc thái mới, một trong những khoảnh khắc tuyệt vời, một diện mạo mới, một trong những thành quả mới, lao động góp phần xây dựng tổng công ty viễn thông Mobifone ngày một phát triển.